Đạo gia Trung Quốc cho rằng mệnh của ta là do ta chứ không do trời. Điều này có đúng không? Vận mệnh của con người tuy là trời định, là đã được định sẵn từ trước, nhưng không phải là không thể thay đổi được. Vận mệnh là một khái niệm rất quan trọng trong văn hóa truyền thống phương Đông. Người xưa nói chung rất kính trời, tin vào số mệnh, cho rằng sống chết có mệnh, phú quý do trời. Trong mệnh chỉ có 8 phần đấu gạo, thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đấu. Đại phú dựa vào mệnh, tiểu phú dựa vào cần. Có được nó là tôi may mắn, mất đi đó là số mệnh. Tất cả do số mệnh, chút đỉnh chẳng do người. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Vậy rốt cuộc mệnh là gì? Trong Mạnh Tử Tận Tâm Thương, Mạnh Tử nói: Mạc chi vi nhi vi giả, thiên giả. Mạc chi trí nhi trí giả, mệnh giả. Tức là việc mình không có ý làm mà thành, đó là do ý trời vậy. Việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới, đó là do mệnh trời vậy. Trong Đổng Trọng Thư truyện, Đổng Trọng Thư viết: Thiên lệnh chi vị mệnh. Lệnh của trời được gọi là mệnh. Bởi vậy mệnh và trời là có liên quan với nhau, cũng được gọi là nhân mệnh quan thiên. Vậy nên mệnh cũng được gọi là thiên mệnh. Tức mệnh hoặc thiên mệnh là tiên thiên, là khi sinh mang theo đến, hay còn nói là thiên định. Trong thuật đoán mệnh truyền thống, người ta thường dựa vào tiến trình thời gian mà đem sự vận hành của sinh mệnh con người phân chia thành đại vận, tiểu vận, lưu niên. Sự vận hành của mệnh chính là vận mệnh, cho nên mệnh cũng được gọi là vận mệnh, tức là vận trình khác nhau mà mệnh biểu hiện ra. Sinh mệnh của con người là do một số vận trình khác nhau tạo thành. Nó có thể là vận may, hoặc là vận rủi, hoặc là trước may sau rủi, hoặc là rủi trước may sau. Ở các vận trình khác nhau của sinh mệnh sẽ biểu hiện ra chất lượng sinh mệnh khác nhau. Chất lượng thông thường của sinh mệnh là do phú quý, sang hèn, sống thọ hay chết yểu, trắc trở hay suôn sẻ để đo lường. Bởi vậy, mệnh hay vận mệnh trên thực tế chính là quỹ đạo vận hành của sinh mệnh con người vốn đã được trời định sẵn từ trước. Văn hóa truyền thống Trung Quốc cho rằng vận mệnh của một người là có thể biết được và rất coi trọng đến việc dự đoán vận mệnh, tức là chi mệnh. Khổng Tử giảng: Bất chi mệnh, vô dĩ vi quân tử giã. Tức là người không biết mệnh thì không là người quân tử. Khổng Tử cũng cho rằng ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Ý nói rằng con người khi đến tuổi 50 thì hiểu được mệnh. Vậy vì sao lại cần phải biết mệnh? Dự tắc lập, bất dự tắc phế. Ý tứ là việc gì mà có sự chuẩn bị trước thì cũng sẽ thành, không có sự chuẩn bị trước thì thường sẽ dở dang. Cầu lợi tránh hại, cầu may mắn tránh hung dữ là bản năng của con người. Biết được vận mệnh của con người thì có thể ứng phó được với những điều nguy hiểm xảy ra trên con đường đời phía trước. Vậy nên trong kinh dịch mới có câu: Lạc thiên chi mệnh, cố bất ưu. Tức là vui theo sự sắp đặt của ý trời, biết được mệnh của mình không phải lo lắng gì. Kinh dịch trong Tứ Thư Ngũ Kinh được xếp hạng đứng đầu trong các kinh thời cổ đại, mà kinh dịch trên thực tế là một bộ sách về bói toán. Hệ từ trong kinh dịch chính là dùng từ, một thể loại văn học cổ điển của Trung Quốc, để gieo quẻ đối với quẻ tượng đầu tiên. Khổng Tử đã dành cả đời để tiến hành nghiên cứu sâu đối với kinh dịch, thế cho nên đã đạt đến trình độ vi biên tam tuyệt. Cuốn dịch truyện chính là những tâm đắc thể hội trong nghiên cứu kinh dịch của Khổng Tử. Đạo gia Trung Quốc có thuật toán mệnh vô cùng phong phú, bao gồm lục hào, mai hoa dịch số, tứ trụ bát tự, kỳ môn độn giáp, lục nhâm, thiết bản thần số, tướng mặt, tướng tay, vân vân. Vì sao lại gọi là đoán mệnh? Là bởi vì trong văn hóa truyền thống cho rằng hết thảy đều đã có định số. Đoán mệnh chính là căn cứ theo dịch số, mệnh số mà suy đoán vận mệnh của con người. Trong sử sách của Trung Quốc đã ghi chép rất nhiều cao thủ tinh thông về thuật số đoán mệnh như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Viên Thiên Cang, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn, vân vân. Quả thật là không sao kể hết. Trong tu luyện của Phật gia còn xuất hiện một loại công năng đặc dị là túc mệnh thông. Người có được loại công năng này có thể dùng thiên mục mà trực tiếp nhìn thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí đời trước, kiếp trước, nhiều kiếp nhiều đời của người khác. Vận mệnh của con người tuy là trời định, là đã được định sẵn từ trước, nhưng không phải là không thể thay đổi được. Đạo gia Trung Quốc có cách nói, ngã mệnh tại ngã, bất tại thiên, nghĩa là mệnh của ta do ta chứ không do trời.
Tức là con người có thể thông qua cố gắng sau này của mình thì có thể tiến hành thay đổi được vận mệnh ở một mức độ nhất định. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu sự cố gắng của con người là mù quáng, không đúng đắn thì không thể thay đổi được vận mệnh, mà trái lại lại càng làm cho nó tệ hại hơn, hỏng hơn. Vậy nên dưới tình huống thông thường, mọi người thường chỉ có thể là làm hết bổn phận của con người và nghe theo mệnh trời, nhưng tốt nhất là nên thuận theo tự nhiên. Con người nếu muốn thật sự thay đổi vận mệnh thì cần phải hành xử thuận theo thiên đạo, bởi vì mệnh của con người là thiên mệnh, là được thần Phật, những sinh mệnh cao cấp trên thiên thượng an bài. Căn cứ vào điều gì để an bài? Chính là căn cứ vào hành vi thiện ác và tỷ lệ lớn nhỏ của đức và nghiệp do hành vi thiện ác này gây ra ở đời trước hoặc nhiều đời trước kiếp trước của con người mà tạo ra an bài. Thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác quả. Đây chính là cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hết thảy các loại biểu hiện của vận mệnh con người, bao gồm họa và phúc, trắc trở và suôn sẻ, giàu và nghèo, cát và hung, thọ mệnh hay chết yểu, không có một điều gì là không phải kết quả của nhân quả báo ứng thiện ác. Vì vậy, vận mệnh của con người là do thần Phật chủ trì, dựa theo thiên lý hay quy luật của vũ trụ mà đưa ra an bài. Mệnh là thể hiện của quy luật vũ trụ hoặc phép tắc của vũ trụ trong quá trình sinh mệnh của con người. Bởi vậy, nếu con người muốn thay đổi phương diện không tốt trong vận mệnh của mình, thì cần phải tuân theo phép tắc, quy luật của vũ trụ, trọng đức hành thiện, gắng sức sửa chữa sai lầm trước đây, tránh làm điều ác. Bởi vì thiên đạo ban thưởng cho cái thiện và trừng phạt cái ác. Đây chính là tu luyện truyền thống, tu luyện mới có thể thay đổi vận mệnh. Thông qua tu luyện mà thay đổi vận mệnh được gọi là tu mệnh. Viên Liễu Phàm, tác giả của Liễu Phàm Tứ Huấn, chính là một tấm gương điển hình của việc tu mệnh thành công. Cái gọi là đoán mệnh không bằng chi mệnh, chi mệnh không bằng tu mệnh. Đạo lý chính là ở chỗ này. Liễu Phàm Tứ Huấn là một cuốn sách nổi tiếng của Trung Quốc. Tác giả có tên thật là Viên Hoàng, tên tự là Khôn Nghi, sinh năm 1533, mất năm 1606. Ông là người huyện Giang Tô, tỉnh Giang Tô, sống vào triều đại nhà Minh. Khi còn trẻ, ông đã được một vị cao nhân tiên đoán chính xác cả cuộc đời của mình. Tuy nhiên sau này ông đã tự thay đổi được số mệnh. Cha của Viên Liễu Phàm qua đời từ khi ông còn niên thiếu. Mẹ ông khuyên con trai thôi học nho giáo, mà hãy học nghề y để kiếm tiền nuôi thân, lại vừa có thể cứu người. Một hôm, ông đi đến chùa Từ Vân, gặp được một ông lão có tướng mạo phi phàm, phong thái phiêu nhiên như một vị đạo thần. Ông lão nói với ông: "Con có tướng làm quan, sang năm con có thể tham gia kỳ thi và được thăng quan tiến chức, cớ sao con lại ngừng học?" Viên Liễu Phàm liền kể lại chuyện nghe lời mẹ, bỏ việc đọc sách thánh hiền để theo học nghề y. Ông lão tự xưng mình họ Khổng, là người tỉnh Vân Nam, từng được chân truyền phép xem số hoàng cực của tiên sinh Thiệu Khang Tiết đời nhà Tống. Ông nói rằng số mệnh của Viên Liễu Phàm đã định sẵn rồi, cần phải nói hết cho ông ta biết. Viên Liễu Phàm liền thỉnh mời Khổng tiên sinh về nhà mình và đem mọi chuyện kể lại cho mẹ. Mẹ ông nói: "Nếu vị tiên sinh ấy tự xưng là người tinh thông tướng số, vậy hãy mời tiên sinh bói thử cho con, xem liệu những điều được tiên đoán có chính xác hay không." Kết quả, Khổng tiên sinh đều nói đúng, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng cực kỳ chính xác. Tiếp đó, Khổng tiên sinh nói về số mệnh tương lai của Viên Liễu Phàm, cát hung họa phúc ra sao, như là năm nào ông sẽ trúng tuyển, năm nào ông nên ra ứng thí lẫm sinh, năm nào ông sẽ trở thành cống sinh, sau khi tốt nghiệp, ông sẽ làm quan huyện ở tỉnh nào. Làm quan được 3 năm rưỡi, Viên Liễu Phàm sẽ từ quan và về quê nhà. Cuối cùng ông sẽ qua đời vào giờ Sửu, ngày 14 tháng 8 âm lịch, hưởng thọ 53 tuổi. Đáng tiếc là trong mệnh ông đã định là sẽ không có con trai để nối dõi. Viên Liễu Phàm ghi lại những lời của Khổng tiên sinh, thế là lại bắt đầu tiếp tục học hành. Từ đó về sau, hễ tham gia cuộc khảo thí nào, thì thứ hạng của ông luôn đúng như lời Khổng tiên sinh đã dự đoán. Có một lần, dựa theo lời Khổng tiên sinh đã tiên đoán, thì Viên Liễu Phàm khi làm lẫm sinh được cấp gạo ăn, đến khi lĩnh đủ 91 thạch 5 đấu gạo mới trở thành cống sinh. Nhưng khi ông mới chỉ lĩnh được 71 thạch thì tôn sư họ Đồ là quan học đài, chức quan học đài ngày xưa tương đương với giám đốc sở giáo dục ngày nay, đã tiến cử ông làm cống sinh. Viên Liễu Phàm bắt đầu hoài nghi lời tiên đoán của Khổng tiên sinh lúc trước đã có phần sai chật. Sau đó,
Quả nhiên việc này bị một vị đại diện của quan học đài là tôn sư họ Dương bãi bỏ, không chấp nhận việc tiến cử ông làm cống sinh. Trải qua bao trắc trở, mãi đến năm Đinh Mão, ông mới được chấp thuận. Trước đã nhận được 71 thạch gạo, cộng với số gạo nhận thêm, cho đến thời điểm ấy thì vừa đúng 91 thạch năm đấu. Viên Liễu Phàm trải qua phen trắc trở ấy lại càng tin rằng con đường công danh của mỗi người dẫu có tiến thoái thăng trầm thì đều là điều đã định sẵn trong số mệnh rồi. Dẫu vận may tới sớm hay muộn thì thời điểm cũng đã định trước rồi. Vậy nên ông coi nhẹ mọi thứ, không truy cầu điều gì nữa. Vốn đã được biết trước cả cuộc đời của mình, Viên Liễu Phàm trở nên an phận thủ thường. Khi được tiến cử làm cống sinh, theo quy định, ông sẽ đến học tại trường quốc học tại Nam Kinh. Trước khi đến trường quốc học, ông lên núi Tây Hà ở ngoại ô Nam Kinh, bái kiến Vân Cốc Thiền Sư là một vị cao tăng đắc đạo. Tại thiền phòng của Vân Cốc Thiền Sư, nhà sư kinh ngạc hỏi Viên Liễu Phàm: từ khi thí chủ bước vào đây đã 3 ngày, bần tăng không hề thấy thí chủ khởi vọng niệm nào, đó là duyên cớ làm sao? Viên Liễu Phàm giải bày với thiền sư: số mệnh của tôi đã được Khổng tiên sinh đoán định chính xác rồi. Lúc nào sinh, lúc nào tử, khi nào gặp vận, khi nào gặp hạn, đều đã biết trước cả rồi, chẳng có cách nào thay đổi được. Chính là vì tôi có muốn nghĩ ngợi lung tung thì cũng không ích lợi gì, cũng là mơ tưởng viển vông cả. Cho nên quả thực là tôi không nghĩ gì nữa, trong lòng cũng không còn vọng niệm gì. Vân Cốc Thiền Sư cười nói: tôi vốn nghĩ rằng ông là một hào kiệt hiếm có trên đời, giờ tôi mới biết hóa ra ông chỉ là một phàm phu tục tử tầm thường mà thôi. Viên Liễu Phàm hỏi thiền sư: tại sao lại như vậy? Vân Cốc Thiền Sư đáp: một người bình thường không thể nói rằng họ hoàn toàn không nghĩ những điều xấu. Chẳng may có lúc không kiềm chế tham vọng lại được thì cũng vẫn bị vận mệnh trói buộc thôi. Mà còn bị vận mệnh trói buộc thì làm sao nói đến chuyện vượt qua số mệnh. Tuy nói số mệnh đều là tiền định, nhưng chỉ những người bình thường mới bị trói buộc vào số mệnh được an bài sẵn đó thôi. Nếu là người cực thiện thì số mệnh sẽ không thể trói buộc nổi người đó. Mở chương đầu tiên trong kinh dịch, thiền sư nói: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Nhà mà làm việc thiện tích đức thì tất nhiên sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Vì vậy số mệnh của con người là có thể tự thay đổi được. Phật gia giảng con người cần phải hiểu thấu điều thiện và điều ác, dựa theo đó mà hành động. Số mệnh là do tự mình tạo, phúc là bởi tự mình cầu. Kẻ làm ác tất sẽ tổn phúc đức, người tu thiện ắt sẽ được phúc đức. Điều trong các kinh thư thuở xưa đã nói thật sự là lời giáo huấn rất giá trị, rõ ràng và chính xác. Trong kinh Phật chúng ta cũng được dạy rằng người như thế cầu phú quý ắt sẽ được phú quý, cầu con cái ắt sẽ có con cái, cầu trường thọ ắt sẽ được trường thọ. Những lời nói đó như đánh thức người trong mộng. Viên Liễu Phàm bắt đầu thay đổi. Kể từ đó về sau, ông ngày ngày trau dồi đức hạnh, dẫu là ở nơi không người cũng nhất định không làm gì đắc tội với đất trời. Khi gặp phải những người ganh ghét và phỉ báng mình, ông có thể thản nhiên như không, cũng không màng so đo tranh luận với họ. Một năm sau lần gặp Vân Cốc Thiền Sư, ông tham dự kỳ thi đình. Theo lời của Khổng tiên sinh, ông sẽ xếp hạng thứ 3 trong kỳ thi này. Vậy mà lạ kỳ thay, ông lại đỗ đầu. Lời của Khổng tiên sinh thực sự đã bắt đầu không còn linh nghiệm nữa. Khổng tiên sinh không bói được rằng Viên Liễu Phàm đỗ cao như vậy trong kỳ thi. Những điều này vốn không có trong số mệnh của ông. Sau đó, Viên Liễu Phàm phát nguyện sẽ làm 3.000 việc thiện. Qua hơn 10 năm nỗ lực, ông đã hoàn thành được ước nguyện ấy. Và kết quả là vợ ông sinh được một đứa con trai, đặt tên là Thiên Khải. Sau này mỗi lần làm được một việc thiện, ông đều dùng bút ghi chép lại. Vợ ông không biết viết chữ, mỗi lần chồng làm được một việc thiện đều dùng bút lông ngỗng mà vẽ một vòng tròn màu đỏ trên lịch. Dẫu là phân phát lương thực cho người nghèo hay là mua vật sống để phóng sinh thì đều nhớ ghi lại. Có khi một ngày đã hơn 10 vòng tròn đỏ, chính là một ngày làm được hơn 10 việc thiện. Mấy năm sau, đến năm Bính Tuất, ông tự nhiên lại thi đỗ tiến sĩ, bộ lại bèn bổ nhiệm Viên Liễu Phàm làm chức quan huyện lệnh, coi sóc huyện Bảo Trì. Vậy là ông lại phát nguyện tiếp tục làm thêm 1 vạn điều thiện nữa. Khi đang làm tri huyện Bảo Trì, ông viết một cuốn sách nhỏ. Viên Liễu Phàm gọi nó là sách trì tâm. Ý là sợ rằng bản thân mình nảy sinh tâm xấu, bởi vậy mới đặt 2 chữ là trì tâm, nghĩa là giữ vững tâm tính. Mỗi ngày khi xử lý mọi việc, dù là việc nhỏ đến đâu, ông đều nhớ lấy những điều trong cuốn trì tâm mà suy xét.
Đến tối, ông lập đàn ở sân sau nhà, thay quan phục, bắt chức quan thiết diện ngự sử. Chức quan chuyên xét xử quan lại và can ngăn vua, triệu duyệt đạo, đời nhà Tống, và thắp hương cầu khấn thượng đế. Mỗi ngày ông đều làm như vậy. Vợ ông thấy chồng mình bận bịu quá nhiều công vụ, không có nhiều thời gian để làm việc thiện, nên thường hay cau mày nói: "Thiếp thủa xưa ở nhà giúp chàng làm việc thiện, mới có thể hoàn thành tâm nguyện làm 3.000 việc tốt. Bây giờ chàng lại nguyện sẽ làm 10.000 việc tốt, nhưng đâu có được bao nhiêu việc tốt mà làm trên công đường. Chẳng biết bao lâu nữa mới hoàn thành được tâm nguyện đây." Sau khi nghe vợ nói ra những suy nghĩ ấy, tối đó Viên Liễu Phàm nằm mơ thấy một vị thần. Ông nói với vị thần ấy rằng tâm nguyện là 10.000 việc thiện thật khó hoàn thành được. Vị thần đáp: "Chỉ tính riêng việc ông lấy danh nghĩa là tri huyện mà giảm tiền thuế ruộng cho dân là đã làm được 10.000 việc thiện rồi, đã hoàn thành tâm nguyện của ông rồi đó." Nguyên là ở huyện Bảo Trì, mỗi mẫu đất nông dân phải nộp thuế 2 phân 3 ly 7 hào. Viên Liễu Phàm nghĩ rằng người dân chăm họ phải đóng thuế quá nặng. Vậy nên sau khi đi kiểm kê toàn huyện một lượt, ông quyết định mỗi mẫu ruộng sẽ chỉ phải đóng 1 phân 4 ly 6 hào. Cả cuộc đời Viên Liễu Phàm không ngừng làm việc thiện. Khổng Tiên Sinh đoán rằng khi được 53 tuổi ông sẽ qua đời, nhưng tới tận năm 69 tuổi ông vẫn rất khỏe mạnh. Sau đó Viên Liễu Phàm tiếp tục làm việc thiện trong suốt phần đời còn lại của mình. Ông đã lấy toàn bộ câu chuyện thay đổi vận mệnh mà bản thân đã tự thể nghiệm trong suốt cuộc đời để viết thành một cuốn sách nhỏ, Liễu Phàm Tứ Huấn, truyền lại cho con trai mình là Thiên Khải và cho hậu thế. Câu chuyện Viên Liễu Phàm tự mình thay đổi vận mệnh khiến chúng ta phải suy ngẫm. Đây cũng là một minh chứng chân thực cho đạo lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy được rằng căn bản của tu mệnh chính là tu tâm. Tâm là nguồn gốc của hành vi cử chỉ và các loại biểu hiện của sinh mệnh con người. Tâm thiện thì hành vi ắt sẽ thiện, tâm ác thì hành vi ắt sẽ ác. Tu tâm chính là chiều theo Phật Pháp và Đạo Pháp để cải biến hết thảy những tư tưởng quan niệm của bản thân mà không phù hợp với Phật Pháp và Đạo Pháp. Tu tâm mới có thể từ căn bản mà thay đổi được hết thảy những thứ không tốt trong vận mệnh của con người. Người xưa có câu, nhất thiết phúc điền, bất ly phương thốn, là có ý nói rằng hết thảy ruộng phúc không ở đâu xa mà ở ngay gần lòng người. Nói về mối quan hệ giữa tâm và mệnh, có một bài Tâm Mệnh Ca viết rằng: mệnh tốt tâm cũng tốt, phú quý mãi đến già, mệnh tốt tâm không tốt thì sẽ thất bại giữa đường. Tâm tốt mệnh không tốt, trời đất cuối cùng cũng bảo hộ cho. Tâm mệnh đều không tốt, bần cùng chịu phiền não. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, tu tâm có thể bù đắp được hết những thiếu sót trong vận mệnh đã được an bài trước. Tu tâm có thể xoay chuyển và cải biến được vận hạn trong đời. Không phải chỉ những ai có vận mệnh không tốt mới cần phải tu tâm. Trên thực tế mỗi người đều cần phải tu luyện và tu tâm. Người dẫu có vận mệnh tốt hơn người khác đi nữa thì cuối cùng cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Phú quý danh lợi không mang đến khi sinh, không mang theo khi chết. Sau khi phúc vận đã hưởng hết, có thể phải tiếp tục nhập lục đạo trong tam giới, luân hồi không dứt. Bởi vậy thay đổi vận mệnh mà người bình thường nói đến, trên thực tế chẳng qua chỉ là cải thiện vận mệnh cho tốt hơn mà thôi. Một người nếu muốn triệt để thay đổi vận mệnh, vĩnh viễn giữ được thân người, không còn phải chịu khổ nữa, thì duy chỉ có phát đại thệ nguyện, khởi tâm tinh tấn, nương tựa thần Phật, gian khổ tu luyện, cuối cùng tu đắc chính quả, thoát khỏi lục đạo trong tam giới.